Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm một clip để hướng dẫn các mẹ và bầu và ba đẻ nữa chúng ta về cái món đó chính là món chè mè đen rán dây. Đây là món ăn rất là thơm ngon bổ dưỡng cho bà bầu và cho bà đẻ. Đối với người bình thường thì nó rất là giàu bổ dưỡng, rất là giàu các loại vitamin và khoáng chất nữa. Còn bà bầu thì đặc biệt tốt trong tháng cuối của thai kỳ để giúp các mẹ chúng ta là cái quá trình sinh nở diễn ra dễ dàng hơn này, chuyển dạ nhanh này, dễ sinh thường hơn, kích thích vấn đề về lợi sữa nữa. Với các bà đẻ thì chúng ta cũng hoàn toàn là thực hiện cái món này để chúng ta lợi sữa cho bà đẻ. Thì với nguyên liệu chúng ta sẽ có mè đen này, sắn dây này, củ sắn dây này và đường nhá. Những nguyên liệu này chúng ta có thể tìm mua rất là phổ biến trên thị trường, và với nhà mình thì mình mua ở trên Shopee. Mình sẽ để link các sản phẩm để dưới phần mô tả để chị em chúng ta tìm mua lựa chọn cho nó dễ dàng nhất nhé. Và mua trên Shopee thì rất là nhiều những cái lợi ích, ưu điểm, vừa được miễn phí phần chuyển này, rồi giảm giá nữa. Cái link mình để bên dưới để chị em chúng ta mua được nó chính hãng và nó an toàn cho sức khỏe của mình. Với mè đen ấy thì trước hết chúng ta mua về thì nó là sống như thế này, thì các chị em chúng ta sẽ cho vào chảo để chúng ta rang qua cho nó chín đi đã. Chín xong rồi chúng ta sẽ để vào cái hộp để chúng ta dùng dần. Trước tiên là mình sẽ rang cho chị em chúng ta xem qua nhé. Mình sẽ cắt ra và mình sẽ cho vào chảo để rang chín nó đi. Mè đen thì trên thị trường có mè thì nó sẽ có mè đen, vừng đen hoặc là vừng trắng, thì chúng ta chọn là mè đen hay vừng đen này để chúng ta thực hiện cái món chè mè đen sắn dây cho bà bầu bà đẻ nữa. Đây mình để một lượng vừa phải ở chảo và chúng ta bật bếp lên thôi. Chúng ta để cái nhiệt độ vừa phải thôi nhé, không nó bị cháy mất ấy, và đảo đều tay. Các mẹ bầu chúng ta đảo đều tay này cho đến khi mà nó dậy mùi thơm, xong nó nổ tanh tách ấy, thì sẽ là được. Các bạn có thể nhìn kỹ hơn thấy cái chất lượng của cái mè đen này, nó khá là mẩy và nó nhìn nó khá là ngon ấy. Ok, vừa mình đã rang xong mè đen này rồi. Các bạn để cho nó nguội, rồi chúng ta cho vào hộp dục dần. Và bây giờ mình sẽ nấu thử một bát trước cho các bạn. Thì trước khi chúng ta phải giã cái mè đen này ra, gì nào, giã ra cho nó nhỏ, chúng ta ăn cho dễ hấp thu nữa và nó dậy mùi thơm hơn. Mỗi lần dùng thì tùy các bạn thôi, như mình thì nên 2 thìa và 3 thìa cũng được, 3 thìa vừa này. Rồi. Chỗ này thì để nguội rồi chúng ta cho vào hộp dùng dần. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi giã cái này nhá. Các bạn giã sao cho nó nhỏ. Rồi, chúng ta cho mè đen vừa rang xong chín xong. Giã để cho nó nát ra ấy, cho nó nhỏ ra để mềm thơm. Và nó dậy mùi và chúng ta ăn nó cũng dễ hấp thu nữa. Bình thường thì có nhiều bạn sẽ cho vào máy xay sinh tố để xay cho nó nhỏ và nó nhừ ra ấy. Thì là tùy chúng ta thôi, nhưng mà với một lượng nhỏ này thì mình giã nó tiện hơn. Và ăn lần nào, nấu lần nào thì chúng ta thực hiện lần đấy cho nó tiện nữa. Vì để lâu mà giã nhỏ ra quá ấy,
nó cũng bị mất mùi nữa. Thì tốt nhất là các bạn chúng ta nấu lần nào thì chúng ta chịu khó giã lần đấy. Này cái hương vị của nó ra rất là thơm và chưa ăn đã thấy rất là bùi bùi ngậy ngậy rồi ạ. Mè đen thì rất là giàu canxi và sắt, tốt cho bà bầu chúng ta và cả sau sinh nữa, bà đẻ nữa dùng đều rất là tốt. Và nhất là tháng cuối là chúng ta chuẩn bị chuyển dạ đẻ thường thì nó tốt cho bà bầu và lợi sữa. Rất dã xong rồi đây, tôi cũng không phải nhỏ quá, vừa phải như này thôi là được rồi, thôi thế này là được rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nấu. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu nấu nhá. Đây là sắn dây, của sắn dây này thì các bạn tìm mua có thể theo cái link bên dưới phần mô tả mình để nó, mình đã mua thì đã kiểm nghiệm về chất lượng nó rồi, khá là để, tốt và an toàn. Và cái hạt và cái bột sắn dây này nó mịn, nó trắng, các bạn có thể nhìn thấy này. Chúng ta cho liều lượng thì tùy thôi, nên tốt nhất là cũng ăn một cái mức vừa phải thôi. Thì chúng ta cứ cho hai cái thìa nhỏ như mình này, đấy, đấy thêm này, đấy. Vậy rồi chúng ta cho thêm đường. Đường thì có thể để chúng đường cắt cắt trắng này hoặc là đường phèn cũng được. Cho một thìa như này. Đấy, một hai thìa như thế. Cái độ ngọt chúng ta cho vừa phải thôi để tránh bị ngọt quá cho bà bầu nhé. Giờ chúng ta sẽ cho nước. Lưu ý là các bạn chúng ta cho nước nước lạnh thôi để chúng ta với đều tan đều ra. Cái mức độ nước như thế nào thì tùy các bạn thôi. Chúng ta nấu vài lần là sẽ biết được cái mức nước này. Để chúng ta ăn loãng quá hoặc là đặc là tùy thôi. Nói chung là cái mức độ vừa phải. Và chúng ta sử dụng nước lạnh, không dùng nước ấm hay là nước nóng bởi vì nó bị vón cục. Rồi các bạn chúng ta khuấy đều để cho đường và cái sắn dây nó tan ra. Nó tan ra để khi mà chúng ta nấu trên bếp nó không bị dính ở bên dưới. Làm sao nó tan hết cái bột ra là được. Với mè đen thì bây giờ chúng ta cho luôn vào cũng được, hoặc là đợi một tí nữa mình bật bếp rồi cho. Rồi được rồi đó, chúng ta sẽ cho lên bếp nhé. Bắt đầu chúng ta cứ bật số to to tí, xong rồi sau là phải giảm dần xuống. Và các bạn nhớ là chúng ta khuấy đều tay để cho nó không bị dính ở bên dưới. Và đợi cho đến khi nó hơi sánh sánh một chút thì chúng ta cho mè đen vào là được. Đây là cách rất là đơn giản thôi, các bạn chúng ta không phải cầu kỳ quá làm gì ạ. Sắn dây thì cái đặc tính của nó rất là mát và tốt cho tiêu hóa, bà bầu hay bà đẻ chúng ta đều có thể sử dụng được nhé. Nhưng cái mức độ chúng ta cũng vừa phải thôi, không phải là quá lạm dụng nó. Đây chúng ta cho mè đen vào, mè đen mà đã được rang và giã ra này nó rất là thơm, thơm ngon bổ dưỡng. Rồi các bạn chúng ta sẽ khuấy đều tay. Mình sẽ nấu ở cái mức nó, cái độ loãng của nó ấy, vừa phải thôi.
không bị đặc quá, không bị lãng quá, để chúng ta ăn cho dễ. Rồi nói thì chúng ta sẽ cho nhỏ đi. Cái công đoạn nấu này rất là nhanh nhá. Các chị em chúng ta phải ở đây trông chứ không chạy lung tung đâu. Nó rất là nhanh chín. Đây là nó đã chín rồi này. Tôi đều tay một vài giây nữa thôi. Rồi, thế là được rồi đó. Chúng ta khuấy một tí nữa. Rất là nhanh gọn rồi. Chỉ có vài phút thôi mà chúng ta sẽ có một bát chè sắn dây nhè đen, thơm ngon bổ dưỡng cho bà bầu và sau sinh nữa. Đây, chúng ta nhìn nhá. Và cái sắn chè nhè đen sắn dây này thì chúng ta sẽ phải ăn nóng ấm cho ngon. Và nó rất là nhanh gọn thôi, chúng ta tranh thủ ăn. Mẹ bầu chúng ta những tháng cuối thì bắt đầu ăn từ tuần thai thứ 35, 36 của thai kỳ, tức là khoảng tháng thứ 9 trở ra, để giúp mẹ chúng ta trong việc là công cuộc đẻ thường dễ dàng hơn, đẻ thường nhanh, chuyển dạ nhanh. Thì cái liều lượng chúng ta ăn vừa phải, mỗi ngày các mẹ chúng ta có thể ăn một lần. Vào cái tuần cuối của thai kỳ thì chúng ta có thể ăn hai lần trên một ngày cũng được. Rồi sau sinh thì chúng ta cũng có thể nấu lên cho mẹ bầu chúng ta ăn, cho bà đẻ ăn, để nó lợi sữa cho mẹ, nó cũng tốt nữa. Giàu canxi, rồi các loại vitamin B. Ngoài ra đấy, với cái món này cũng tốt cho chị em phụ nữ, bởi vì nó đẹp da này, mượt tóc, và tốt cho nữ giới. Chúng ta hoàn toàn có thể thưởng thức. Đây chính là thành quả của mình. Chúc chị em chúng ta nấu được món chè sắn dây mẹ đen thơm ngon bổ dưỡng nhé. Chúc chị em mẹ bầu thì vừa cạn thành công, và bà đẻ chúng ta có thật là nhiều sữa cho con Tuti nhé.